Xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Linh Kiện Store. Thì như vừa rồi anh em cũng đã xem được một cái đoạn video ngắn mà mình vừa quảng cáo cho anh em. Thì hiện tại bên mình đang có chương trình gọi là khuyến mãi anh em, gọi là lì xì cuối năm. Thì cũng phải gọi là sắp đã, chúng ta là bước sang là năm 2020 rồi. Chúng ta cũng chuẩn bị là đón thêm một cái Tết của Việt Nam mình. Thì hiện tại cái trên tay mình á, anh em cũng đã nhìn thấy là một cái sản phẩm rất là quen thuộc rồi anh em ha. Trước đây gọi phải gọi là cực kỳ gọi là đối thủ nặng ký của những cái dòng flycam mà tầm trung khác. Thì hiện tại trên tay mình đang là bản combo của Hubsan Zino Pro, Hubsan Zino thôi nha anh em, không có phải là Zino Pro đâu. Đó. Thì trong cái video này á thì mình hướng dẫn với anh em một cái mẹo, đó chính là làm sao để mà anh em có thể gọi là khởi động flycam và hạ cánh flycam trên bàn tay của anh em luôn. Có nghĩa là anh em sẽ không cần phải đặt dưới đất nè, hoặc là ví dụ như anh em không có vị trí bay đó, nên là anh em sẽ phải khởi động và cất cánh trên ngay cái tay của anh em luôn đó. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn với anh em. Thì hiện tại mình đã set up hết xong hết rồi anh em. GPS mình cũng đã định vị luôn rồi. Thì hiện tại là đang là GPS đang là 19-20, nó cứ nhảy như vậy á. Thì bây giờ mình sẽ cho anh em xem cái video mà mình đã gọi là quay lại cho anh em xem, và sau đó mình sẽ hướng dẫn anh em cụ thể hơn anh em nhé. Rồi bây giờ thì xin mời anh em xem video đã, rồi mình sẽ hướng dẫn sau. Thì vừa rồi anh em cũng tham khảo được một cái đoạn video rất là ngắn thôi, khoảng tầm chừng 10 giây à. Đó, thì mình đã cất cánh và hạ cánh trên chính bàn tay của mình. Thì cái thao tác này cũng rất là đơn giản thôi. Những bạn nào mà đã quá quen về những cái thao tác trong cái quá trình bay của mình á, điêu luyện quá rồi, thì những cái thao tác, những cái mẹo này gọi là rất là dễ thôi anh em. Anh em tập chừng cả chừng một tuần là anh em có thể làm được thôi. Thì làm sao để anh em làm được cái việc đấy, thì bây giờ mình sẽ nói với anh em là những cái mẫu nào mà nó có những cái tự động cất hạ cánh á, thì anh em sẽ dễ dàng làm cái này, là bởi vì ở trên chính cái tay cầm của mình nó có một cái nút tự động cất hạ cánh, hoặc là ở trên cái app của cái flycam đó nó cũng có luôn. Thì anh em chỉ việc bấm vào và nó sẽ tự động cất cánh. Nhưng cái quan trọng là khi mà anh em cầm flycam á, thì anh em lưu ý giúp mình là anh em chỉ cầm ở một cái mé phía dưới thôi đó, hoặc là anh em để cái bàn tay như thế này. Ok anh em ha, anh em để một cái bàn tay như thế này, nhưng mà anh em phải cố định cái flycam cho mình, đừng có để bị nghiêng, hoặc là đừng có để chuối quá, hoặc là nói chung là anh em phải nhìn, anh em phải canh làm sao bằng mắt mình á, là có nghĩa là flycam nó giống như đang để trên một mặt phẳng. Thì cái này mình nghĩ nó hơi khó một tí xíu, thì anh em nào mà điêu luyện, anh em bay nhiều rồi anh em sẽ có cảm giác đó. Nói chung là bay nhiều sẽ có cảm giác. Rồi anh em cứ để như vậy giúp mình này ha. Sau đó anh em sẽ bấm giúp mình cái nút tự động cất hạ cánh á, thì anh em sẽ bấm thì flycam nó sẽ quay đó, nó sẽ tự bay lên. Rồi anh em thấy không, rất là đơn giản anh em ha. Nhưng mà một cái quan trọng là anh em phải để cho nó thẳng, bởi vì ở phía trong á nó sẽ có một cái mạch la bàn định vị cân bằng flycam á, chứ không là nó sẽ bị trôi anh em nha. Anh em phải để cho nó giống như trên một cái mặt phẳng, khi mà anh em bay lên nó sẽ không có bị đảo. Còn khi mà anh em để nghiêng hoặc là để chuối thì khi mà anh em bay lên á, flycam nó sẽ bị đảo qua đảo lại đó. Rồi tiếp đến mình sẽ hướng dẫn cho anh em, gọi là anh em sẽ đáp trên cái tay của mình. Thì cũng có hai cách
đó chính là anh em sẽ sử dụng một là cái cần joystick mà anh em điều chỉnh ga lên xuống á, đó, đẩy lên là đi lên, đẩy xuống là đi xuống á, đó. Thì anh em sẽ sử dụng cái này. Hai là anh em sẽ sử dụng cái nút mà hồi nãy anh em bấm luôn, đó là tự động cất hạ cánh. Thì bây giờ mình sẽ sử dụng cái cần joystick trước. Đó, thì bây giờ mình đang đứng ở đây đi nha anh em. Flycam đang có khoảng cách với mình, thì bây giờ mình sẽ cho flycam bay xích tới ha. Đó, anh em cứ nhắm flycam, ví dụ anh em bay xa, anh em cứ nhắm là nó sẽ về trên đầu mình. Anh em cứ nhắm như vậy, xong rồi anh em sẽ hạ xuống. Hạ xuống đến khi nào mà nó cùng với cái tầm tay với anh em với ra nè. Đó, thì anh em sẽ cho flycam hạ xuống. Rồi, thì ví dụ mà nó đang gần anh em rồi đúng không, thì anh em chỉ cần việc bước lại, anh em để tay lên và anh em gạt hết cái cần ga giúp mình một cái thôi. Ok chưa? Đó là flycam nó sẽ tự động hạ trên cái tay của mình. Nhưng mà anh em cũng nhớ là phải giữ làm sao cho nó thật là bằng, để nó hiểu là nó đang hạ cánh thì nó mới hạ. Còn ví dụ như anh em để nghiêng, nó tưởng là đang trên mặt phẳng hoặc là nó đang gặp một vấn đề gì đấy, thì khi mà anh em hạ cánh nó sẽ không có tự động hạ. Và bây giờ mình sẽ hạ bằng cái nút mà tự động cất hạ cánh cho anh em xem nhé. Bây giờ mình sẽ bấm lại để cho nó tự bay lên và hạ trên cái nút đó luôn cho anh em xem ha. Rồi, bây giờ mình sẽ cất cánh này. Đó, rất là nhẹ nhàng anh em ha. Rồi, bây giờ mình sẽ bấm cái nút tự động cất hạ cánh nhé. Thì khi mà anh em bấm cái nút tự động cất hạ cánh á, thì ở trên màn hình nó sẽ thông báo là các bạn có muốn cho flycam của mình hạ cánh không, thì anh em cứ việc ấn ok ha, là flycam nó sẽ hạ này. Thì khi đấy á, lúc mà nó đang trên đầu anh em và nó hạ xuống á, thì anh em cứ việc bước lại gần flycam thôi. Đó, xong anh em bắt cái flycam giúp mình và anh em cứ giữ cho nó thẳng giống như trên một mặt phẳng, đó là nó tự động tắt luôn. Đó, thì vừa rồi mình cũng gọi là hướng dẫn cho anh em, cái này cũng gọi được gọi là một cái mẹo, để khi mà ví dụ như anh em có thể là đi du lịch hoặc là đi phượt mà những cái vị trí đồi núi á, thì không thể nào mà mình đòi hỏi nó có một cái mặt phẳng được. Đó, thì khi mà anh em đặt lên thì flycam nó có thể bị nghiêng bên này, nghiêng bên kia, hoặc là bị chúi đầu hay là như thế nào đấy, thì nó sẽ không thể nào mà nó phẳng để cho anh em có thể bay được. Thì khi đó cái mạch la bàn của nó không có được cân bằng, thì khi mà anh em bay nó sẽ bị đảo rất là ghê. Đó, thì hy vọng qua cái mẹo này mình sẽ giúp cho anh em cũng ít nhiều phần nào mình có thể tập thêm. Ví dụ như anh em nào mà chưa trải nghiệm quen á, thì mình cứ trải nghiệm trước đi đã. Khi nào mà mình đã quen rồi, mình đã điêu luyện rồi, thì mình có thể tập thêm cái mẹo này, để ví dụ như sau này mình có thể mình đi phượt, đi du lịch với gia đình hay người yêu gì đấy, hay là mình đi đến một nơi nào đấy có thể là nó không có vị trí bay, chẳng hạn giống như là hiện tại mình đang đứng ở đây, anh em có thể thấy là cỏ rất là nhiều. Đó, thì mình không thể nào mà mình cất cánh trong cỏ được, bởi vì flycam cái cánh quạt nó sẽ quấn vào cỏ thì không thể nào anh em bay được. Đó, thì cái mẹo này giúp ích cho anh em cũng rất là nhiều khi mà anh em muốn bay ở một vị trí không thuận tiện. Thì nếu như anh em cảm thấy video này hay và hữu ích với anh em, thì anh em hãy nhớ like và subscribe kênh YouTube của Linh Kiện Store, và cũng như là một phần động lực của mình để mình có thể là kiếm thêm nhiều cái mẹo nữa, hoặc là kiếm thêm nhiều cái chiêu trò gì đó hay hơn về flycam này, để mình có thể quay lại và cũng như là chia sẻ cho anh em, để anh em biết thêm, để anh em có thể tập luyện, và cũng như là anh em có thể mang cái này đi để anh em có thể hướng dẫn cho bạn bè hay là người thân anh em cũng có đam mê về flycam. Rồi, thì cũng sắp chuyển qua năm mới, mình cũng xin chúc với anh em một năm mới an khang thịnh vượng. Năm mới thì chúc anh em sẽ thành công hơn năm cũ, và nhớ là ủng hộ Flycam Linh Kiện Store nhiều nhiều nhé. Ok, và bye bye, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở một video tiếp theo.